Trong những ngày vừa qua tại khu vực Tây Nam Bộ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở tuyến quốc lộ N2 đi qua tỉnh Long An và huyện lộ 54B của tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2 giờ sáng qua tại bờ sông Ba Rày, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến lộ 54B. Đoạn bị sạt lở có chiều dài khoảng 20m ăn sâu vào bên trong, từ 4 đến 5m bị sụt xuống sông, không thể tiếp xúc đi lại. Sau khi xảy ra sạt lở, thì chính quyền địa phương đã rào chắn khu vực, thông báo cho người dân di chuyển lối đi khác. Còn diễn biến tình trạng sạt lở tại đoạn cầu Bún Bà Của trên tuyến quốc lộ N2 đi qua tỉnh Long An, đến chiều qua phần sạt lở đã được thông xe tạm thời. Tuy nhiên, diễn biến sạt lở thì vẫn đang được theo dõi một cách chặt chẽ. Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cấp nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thì vẫn còn nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi thì người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Vâng, ở Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ cấp nước là 97% cấp nước sạch cho người dân, nhưng 3% còn lại ở vùng sâu, vùng xa lâu nay vẫn phải dùng những nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, cả đời sống lẫn sản xuất của người dân đều bị ảnh hưởng. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở xã Hưng Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn đều đặn hàng ngày đi chợ nước về dùng. Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước nhiều hơn, nên tất cả thau chậu được bà Tuyết tận dụng đựng nước, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Nhà mẹ có một cái giếng mà hút phèn quá đi, nên thử mẹ chỉ giặt rửa thôi cho mẹ uống không được. Ở xã Hưng Phong, huyện A Lưới, 100% bà con ở đây chưa có nước sạch để dùng. Gia đình nào cũng phải mua các bồn to hoặc xe bể để đựng nước. Vào mùa mưa thì hứng nước mưa, còn vào mùa hè thì đi chợ nước ở các địa phương lân cận. Chúng tôi đang nỗ lực và đã trình Sở Xây dựng có ý kiến cơ bản là đồng thuận để trình Ủy ban nhân dân tỉnh là cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch để thực hiện cấp nước cho đồng bào, đặc biệt là bà con vùng cao. Thưa quý vị, tại xã Hương Phong của huyện A Lưới thì hầu như gia đình nào ở đây cũng xây những cái chiếc bể như thế này để mà đựng nước vào, đặc biệt là mùa hè. Và những cái lúc mà không có nước mưa được thì bà con phải đi gánh từng cái số nước cách đây cũng phải vài cây để dùng như thế này, hoặc là hứng nước mưa. Và mong muốn của bà con ở đây thì rất là đơn giản, đó là có được nước sạch để dùng, đặc biệt là vào mùa nắng nóng như thế này ạ.